Đây. Đây là hớt sâu. Ai muốn nuôi thì thức ăn sinh học thì lên đây. Lên đây tôi sẽ tôi bán cho. Rồi đi cho vịt ăn. Đi cho vịt ăn nha các bạn ơi. Đây nó đói quá trời đói luôn rồi nè. Nè nguyên một bầy vịt siêu Hòa Lan này, thấy không? Nó đói bụng rồi. Ông chủ ông đang chuẩn bị cho vịt ăn nha các bạn. Đây là bầy vịt siêu Hòa Lan hôm bữa. Hôm bữa mình quay bữa nay nó bị lớn rồi nè. Đây là cái bài vịt hôm bữa mình quay cho các bạn coi, vịt nó rất là đều luôn nha. Nhờ nuôi là thức ăn ủ ruồi lính đen á, các bạn thấy không? Thấy bài vịt thứ hai không? Đây, đi cho các bạn coi. Hôm bữa là mình quay nó mới có 20 ngày, bữa nay chắc cũng tháng rồi. Nó bụng dữ lắm luôn rồi đó. Anh ơi, em thấy trống trống nghe ngửa nó hơi nhiều hơn đó anh. Đây là vùng vịt siêu Hòa Lan nha, chạy dốc Cần Thơ nha các bạn ơi. Làm bấy. Đây là khẩu phần ăn của mấy con vịt. Thức ăn 6.000 ký, ai mua 6.000 ký? Ủ sẵn 6.000 phải không? Không, nhưng mà thức ăn đủ bán đạm thôi, nhiều kỹ chứ không thích thôi. Vậy thôi. Tưởng đâu là... Tưởng nay trộn vậy bán 6.000 ký. Này là thức ăn tự phối trộn nha. Thức ăn sinh học. Thức ăn sinh học luôn á. Không sử dụng thuốc gắn thêm. Không có sử dụng thuốc gì hết trơn á. ảnh đi đâu là nói là nó chạy theo đó. Đây toàn bộ cái chạy đây. Nó ăn xong cái đầu nó xuống nó uống nước. Dạ. Chưa. Chút xíu. Còn cái máng xuống giữa kìa. Đây. Ở dưới trên thì nuôi vịt nha. Còn ở dưới thì cá. Hồi em quay cá chê cho con. Bầy này là 500 con siêu Hòa Lan đi nha. Thấy Hòa Lan bự con không?
quá bự con luôn. Không biết có ai bán có cây cá không? Tối thì cá thì nhóc không anh? Ở đâu? Ở dưới chợ Tân An nhóc. Ở dưới nó bán đồ ghẻ lắm anh ơi. Đây thức ăn nè. Không dùng thuốc, không dùng gì cho nha các bạn. Ủa sao có cái con này con vịt? Có con vịt trắng gì vậy anh? Đó. Vịt đẹp. Nhưng mà cũng của nó luôn hả? Trời ơi. Thôi để đại đi, sao nó đẹp dữ vậy? Đây. Năm phút rồi xong rồi, bây giờ xuống nó uống nước nè. Đây, bữa nay cá bự rồi nè. Cá ăn cứt vịt không mà cá lên. Ăn cứt vịt. Đây, cá ăn phân vịt không mà nó bị lớn rồi nè. Wow, quá trời luôn rồi. Đây, cá bữa nay thấy ham chưa? Cá này là không tốn một đồng thức ăn luôn nha. Ở trên này vịt nè, đó thấy không? Ở trên này là vịt ăn. Đó. Ở dưới này là nguyên một cái sàn để nuôi cá chê. Thank you.